Cho phép cần được hỏi, bao nhiêu anh chị em đang có mặt trên Zoom? 100% đi xe hơi hình bông tuyết giơ ngón tay cái. À, rất là tuyệt vời. Bao nhiêu trong số anh chị em quyết định nhân bản ra năm chiếc xe hơi bằng cách giúp đỡ ít nhất 5 người có 40 triệu trở lên để mình được thưởng Mercedes-Benz thì giơ một bàn tay. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu anh chị em quyết định tự lực khai phóng, khai tâm, mở trí, giải phóng tất cả những cái tiềm năng bên trong của mình, học tập rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo khai phóng, để giúp đỡ huấn luyện đào tạo ít nhất 15 tổ chức có xe hơi để mình trở thành thủ lĩnh quốc tế, giơ hai bàn tay. Rồi, cả nhà sát sai tay vào nhau, sát sai tay vào nhau, high five, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Yes. Chào mừng tất cả anh chị em đến với cái buổi coaching vào trưa thứ 6 hàng tuần của một số anh chị em đội Bắc Giang, đội Biên Hòa, Đồng Nai, đúng không? Và một vài anh chị em khác. Xin tự giới thiệu với cả nhà, tôi là Trương Huy Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn Sức khỏe Siberia, là thành viên sáng lập S69, trường đào tạo kinh doanh thương mại hàng đầu thế giới, nơi biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Đấy, và ngày hôm nay thì S69 của chúng ta đang cùng nhau kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác, để cùng làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể. Rồi, bao nhiêu anh chị em thích cái câu chuyện là giàu ấy, nhưng mà làm giàu tập thể, cùng là làm giàu nhưng mà cùng nhau giàu, tạo ra một đội giàu, một tổ chức giàu có. Đấy, thì nó thích hơn là giàu một mình. Ai thích câu chuyện đó thì giơ hai ngón tay cái. Yes, rồi chúng ta sát sai tay vào nhau high five. Bạn đang có mặt ở đúng nơi rồi. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ, trước khi điều vào coaching thì Cường cũng luôn luôn nhắc với cả nhà, chúng ta có cái mục tiêu lớn, đấy là kết thúc năm 2025 chúng ta cùng nhau tạo ra một cộng đồng có 1 triệu gia đình có tủ sách tinh hoa, đúng không? Sách tinh hoa là sách của doanh nhân thành công, sách của danh nhân, sách của vĩ nhân, sách của thánh nhân. Sách sáng thì đó là thức ăn để cho gì? Cho tâm, thức ăn cho trí, thức ăn cho thần. Đấy, hàng ngày nó cần phải được cung cấp nuôi dưỡng. Bao nhiêu anh chị em đã có sách sáng rồi, giơ ngón tay cái. Cảm ơn nhà mình. Thank you. Ai chưa có thì chúng ta khẩn trương nhé. Ngày hôm nay thì Cường có chút việc cho nên chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 12:50. Đấy, cho nên là chúng ta đi ngay vào phần nội dung. Anh chị em nào trên cái hành trình này đi này, chúng ta có gặp khó khăn thử thách gì đó, thì anh em bật mic để có thể đặt câu hỏi và Cường sẽ chia sẻ cùng với anh chị em. Xin mời bạn Vivo V2050. Tự nhìn thấy bạn hình như nhìn thấy mới. Bật mic nha, giới thiệu tên là gì? Dạ, xin chào thầy và tất cả các anh chị ạ. Rồi, chào bạn. Dạ. Bạn tên em là gì? Em là thành viên mới tinh ạ. À, ok. Dạ. Em mới được biết đến sản phẩm từ ngày mấy ngày nay thôi ạ, và em cũng đang sử dụng tích cực. Yes. Cảm ơn công ty, cảm ơn thầy giáo và tất cả các anh chị đã hỗ trợ em. À. Nhất là chị Lại Thu ạ. À, em tên là gì? Dạ, em là Lại Thị Phượng ạ. Em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em Lại đang sinh sống ở đây luôn. Dạ. À. Có liên quan đến chị em gì với Lại Thị Thu không? Dạ, em là em gái của chị Thu ạ. À, ok. Ừ. Dạ. Tốt, trải nghiệm sản phẩm tốt. Cái quan trọng ấy là cái sản phẩm này nó là cái chìa khóa để mở ra một cái chân trời mới, mở ra một bầu trời tự do. Đấy mới là quan trọng. Ừ. Thank you. Dạ. Rồi, chúc cho em chịu khó học hành cùng với chị gái mình tiến lên nhá. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Này, cảm ơn Lại Thị Phượng. Dạ vâng. Ok. Xin mời anh chị em. À, nhà mình ai có câu hỏi gì? Yeah, chúng ta có thể đặt câu hỏi. Xin mời. No ask, no gain. Không hỏi là không nhận được, đúng không? Cường, một trong những cái niềm hạnh phúc rất lớn trên cái công việc này đấy là được đồng hành cùng với anh chị em vượt qua rào cản. Thế cho nên anh chị em mà có cái rào cản gì, cho có thể đặt câu hỏi. Xin mời. Có ai gặp khó khăn trở ngại trong cái gì không?
Em anh Cường ơi em. À, chiến thắng dành cho những người dũng cảm. Rồi xin mời Nguyễn bé nhưng mà gan rất to. Yes. Dạ em là một nhân viên mới anh, mà em mới mở cho ba người mở thẻ, mà giờ em không biết cách nào để chỉ cho người ta làm để có thành công. Anh chỉ hồi em với. Ok, bước 6 bước đi đầu tiên, bước đầu tiên là gì em? Bước đầu đi là trải nghiệm anh, đúng không? À, em là trải nghiệm. Thế theo em có đúng không? Dạ theo em là trải nghiệm. Trải nghiệm đúng rồi đấy, nhưng mà nói một cách mạnh mẽ hơn nữa đấy là gì? Là chia sẻ. Bước đầu tiên là bước trải nghiệm để xây dựng niềm tin sản phẩm, đúng không? Nhưng mà nói dạ, một cách mạnh mẽ hơn với những người kinh doanh ấy, thì bước này nó gọi là bước thay máu. Dạ. Thay toàn bộ máu cũ bằng máu Siberia. Để em đã giúp các bạn đi thay máu chưa? Em thay rồi, người ta mở thẻ rồi anh. Chịu mở thẻ rồi. Mở thẻ nhưng mà thay máu chưa? Dạ chưa, chưa mới bắt đầu ạ. Đấy, đấy, bây giờ em dùng mọi chiến lược để làm sao em giúp các bạn đi thay máu nhá. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Thay máu bằng đội quân tiên phong là gì? Thải độc đường ruột. Đội quân chủ lực là nữ thì dùng chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng sức khỏe nữ giới. Nam là dùng chương trình đàn ông đích thực. Hiểu không bé? Hiểu thì giơ ngón tay cái. Có biết chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng không Nguyễn bé? Bé đang tắt mic rồi. À, xin mời anh chị em khác. Xin mời nhà mình nào. Bây giờ anh chị em nào muốn biết chân dung cái người sẽ thành công trong nghề này không? Ai muốn biết giơ ngón tay cái. Ai muốn biết chân dung cái người sẽ thành công ở Sibri, thành công ở S69? Tức là thành công là thước đo là từ mệt trở lên. Còn nếu mà xét về danh hiệu. Rồi, câu hỏi một lần nữa, ai biết giơ ngón tay cái, ai muốn biết giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Xin mời thủ lĩnh Nguyễn Thị Doan chia sẻ xem nào. Tối hôm qua Cường phát họa chân dung rồi đấy. Em có nhớ chia sẻ lại cho cả nhà ai sẽ là người thành công, ai là người phù hợp đi trên cái hành trình này để cùng đi đến đích. Xin mời. Vâng, em xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Minh Cường cùng toàn thể các anh chị em có trong phòng Zoom này. Khi mà nhìn thấy vào trong môi trường S69 thì thực sự em đã trải qua 6 năm kinh doanh. Nhưng vào đây thực sự em mới biết được một cái bài học. Đó là muốn trở thành một cái người thành công trong cái nghề MLM, không phải mình chỉ là một cái người mà có khao khát đâu ạ. Khao khát thì chưa đủ ạ. Và ở đây một cái chân dung của con người thứ nhất là gì? Khao khát đủ lớn này, và có hành động quyết liệt này, và có ước mơ. Và chúng ta phải có được gì? Có bốn cái việc mà chúng ta cần làm để hoàn thiện trở thành một con người, đó là gì? Về thân, tâm, và về tuệ, và về thần nữa. Tức là khi mà chúng ta thân của chúng ta ấy, rèn cái nghị lực, cái ý chí, nhưng chúng ta với một cái con người mà chúng ta buông bỏ thân, tức là cái thân của chúng ta để trong một cái vùng thoải mái ấy, chúng ta không rèn, không có kỷ luật thì chúng ta cũng không thể làm được việc lớn. Và cái thứ hai nữa là về cái tâm, tức là tâm của chúng ta nó có sự yêu thương, sự giúp đỡ. Chúng ta vào đây thì cái việc đầu tiên, những người nào mà nghĩ đến để mà chúng ta làm việc quá nhiều, chúng ta khổ hay giúp đỡ nhiều người mà chúng ta cảm thấy vất vả, thì chúng ta cũng sẽ khó để mà chúng ta trao được giá trị trong cái cuộc đời này. Nên là chúng ta hãy chấp nhận là mình là cái người mà gì, có cái tình yêu thương, có sự giúp đỡ, có sự cho đi, trao cái giá trị. Và cái nữa đó là khi mà trong quá trình em nhìn theo dõi tất cả những người thành công ấy, thì cái trí tuệ chúng ta phải hơn người khác, bởi vì chúng ta sẽ không bị dẫn dắt bởi những cái con đường nó gọi là lầm lỗi, những cái con đường mà làm việc nó không đúng, không chân chính. Cho nên cái về cái trí tuệ của chúng ta, nhiều người cứ nói rằng học nhiều nhưng vẫn bị lôi kéo đi, bởi vì cái tâm của chúng ta vẫn chưa được
cái tâm của chúng ta nó vẫn chưa được gọi là trụ tâm nhất tâm, gọi là làm một công việc đấy trụ tâm nhất tâm và hiểu về đấy, giống như là một cái người mà người ta gọi là trong một cái bài học mà em chia sẻ, đó là một cái người phải biết nhìn nhận được cái gì sai cái gì đúng đó để chúng ta làm, tức là một cái con người mà có gọi là có một cái tức là nhận biết được cái gì sai cái gì đúng, cái gì phạm pháp cái gì không phạm pháp để chúng ta làm cho chân chính. Mà bất kỳ một ngành MLM thì vào thị trường Việt Nam thì cũng có công ty không chân chính và công ty chân chính, thì cái đấy là cái về cái trí tuệ chúng ta phải phải hiểu rõ. Thế và một cái điều nữa đó là chính là cái thần. Cái thần ở đây là thực ra để khi mà nói về mở rộng về cái thần ở đây thì để đạt đến nó thì sẽ rất là khó, bởi trong quá trình đường đi thì những cái người để đạt đến cái tầm tầm đó rồi thì khi mà có bốn cái yếu tố này thì ta cần phải đòi hỏi về rèn luyện một thời gian dài mới có. Bởi vì khi bản thân em nhiều khi em vẫn bị có một cái sự là chưa kỷ luật, vẫn chưa kỷ luật được đủ đầy. Thứ hai là mình cũng có thể cái tâm của mình có thể là yêu thương, có thể là giúp đỡ, nhưng mình vẫn chưa chín độ, vẫn chưa chín độ. Và cái thứ ba nữa đó là về rèn nghị lực. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta rèn nghị lực là chúng ta quyết tâm, nhưng có một cái gì đấy, một cái ngày nào đó có một cái gì đấy nó làm cản lực chúng ta thì tự nhiên chúng ta sẽ lại buông bỏ và chúng ta lại quay lại về với cái con người của chúng ta hiện tại. Cho nên là bốn cái yếu tố để trở thành một con người thành công nhất định trong ngành OEM cũng có, mà em nghĩ rằng chúng ta cần phải luyện chứ không phải là một sớm một chiều chúng ta có được. Và cái điều đấy thì em thấy ở trong môi trường S69 có rèn thể dục thể thao để rèn về cái tâm trí con người chúng ta, tức là rèn cái thân của mình, không để thân mình tức là đi theo cái sự thỏa mãn của nhu cầu của mình mà không có kỷ luật. Và cái thứ hai là em thấy trong S69 rèn trí tuệ đó là gì, có môi trường Tam Bảo. Và thứ ba nữa là về cái tâm yêu thương giúp đỡ đấy, chúng ta cũng được học ở trong môi trường Tam Bảo ở trong trong này. Và cái về cái thần thái ở cái thân ở cái thần thì ở tất cả khi mà chúng ta nhìn những cái người thành công, em đã nhìn thấy những người thành công họ như thế nào, họ phải rèn luyện như thế nào, và em đã nhìn ra bốn cái yếu tố đó và mỗi ngày để mình rèn luyện. Và tuy nhiên thì trong cái quá trình mà rèn luyện để đi đến được bốn cái yếu tố đấy để chúng ta có thể đủ đầy ấy thì thực sự phải cần có thời gian chứ không phải một sớm một chiều được ạ. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Anh yêu, cảm ơn thủ lĩnh nhân gian. Thần ở đây là cái ý, nó là cái tinh thần phụng sự, đúng không? Thần là cái cách sống ấy. Sống phục vụ, sống phụng sự, sống dấn thân, sống nhiệt huyết, sống đam mê, vân vân. Ok, cảm ơn thủ lĩnh nhân gian. Quay trở lại câu hỏi, chân dung của một người sẽ thành công, tức là cái người phù hợp đi trên chuyến đò này, thì thủ lĩnh nhân gian chia sẻ rất là chính xác. Đấy. Nhưng cái chân dung ban đầu, cái đầu tiên cần phải có, cái đầu tiên cần phải có một người sẽ đi được phù hợp đi trên cái chuyến đò này, đi đến đích, cùng nhau đi đến đích ấy. Dù mình là người bình thường, đúng không? Tức là chúng ta phần lớn bước vào đây đều là người bình thường hết. Nhưng cho đến khi nào chúng ta có khát vọng phi thường, mình là người bình thường, nhưng khi nào bắt đầu chúng ta được thắp sáng ước mơ, được truyền động lực để trở thành có cái người khát vọng phi thường đấy, đấy là người phù hợp. Và có khi có khát vọng phi thường thì đương nhiên là mình sẽ học, sẽ hành động. Tức là bắt đầu là từ người bình thường nhưng vào đây tìm được động lực, động lực mà động lực nó phải là của mình ấy, tìm được ước mơ. Ước mơ tức là mình phải sống chết vì ước mơ. Ví dụ mục tiêu về tiền đi, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ví dụ chúng ta có thể đưa ra một cái mục tiêu 3 cho đến, tức là người rất 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 bình thường đi, 3 cho đến 5 năm, 50 triệu một tháng. Những người có thể xuất phát điểm tốt, có nền tảng tốt giống như chị Luyến, đúng không? Đấy là cô giáo hiệu phó rồi. Giống như Nguyễn Thị Doan là đã từng có 6 năm kinh nghiệm MLM rồi. Đấy. Thì có thể sau 1 cho đến 3 năm, mục tiêu là 50 triệu trở lên, mục tiêu phù hợp. Nhưng có những người rất bình thường, 3 cho đến 5 năm. Các bạn biết là 3 cho đến 5 năm chỉ bằng thời gian gì thôi. Nếu mà đi học chỉ bằng thời gian học xong đại học, cao đẳng đại học thôi, đúng không nào? Nhưng cao đẳng ở đây 3 cho đến 5 năm để chúng ta học và hành để trở thành một nhà kinh doanh không ạ? Có 50 triệu một tháng, tốt hay rất tốt? Bao nhiêu anh chị em thấy rất tốt thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Nhưng mà 50 triệu để làm gì? Đấy mới là cái câu hỏi. Là động lực của mình hay không ấy, nó nằm ở đây.
Trên người phù hợp đầu tiên là những người bình thường, nhưng vào đây sẽ dần dần được đánh thức ước mơ, trở thành cái người có động lực, hoặc là cái người có khát khao phi thường. Đấy. Người thứ hai phù hợp là những người mà có xuất phát điểm, có tài năng sẵn. Giống như Lại Thị Thu ở đây này, là những người đã từng làm chủ doanh nghiệp, có tài năng sẵn, đấy, từng thuyết trình rồi vân vân. Đấy, chẳng cả nhà chờ cơm một tí xíu. Rồi, cảm ơn cả nhà. Cái người thế nào là người phù hợp thứ hai là những người có tài năng sẵn ở lĩnh vực nào đó, nhưng vào đây sẵn sàng phục vụ những người bình thường để giúp họ trở thành phi thường. Giống như ví dụ cô Phương, đúng không? Đấy. Trên tức là nói có người nghe, đe có người sợ, ví dụ thế. Đấy, là những người giảng viên, bác sĩ rất giỏi. Đấy, nhưng vào đây với tinh thần tức là phục vụ và giúp đỡ những người rất bình thường, tức là buông bỏ đi những cái sự là quá khứ vinh quang là đáng tôn thờ, đúng không, nhưng không phải là điều trị nuối tiếc, và vào đây sẵn sàng buông bỏ những cái thứ đấy, phục vụ loài người, phục vụ những người rất bình thường để giúp họ có những cái khát khao phi thường. Đấy là những người phù hợp. Thế cũng cùng nhiều người bác sĩ giống như cô Phương, chú Tráng chẳng hạn. Đó, chú Tráng là phó giáo sư tiến sĩ, hiệu trưởng. Nhưng nếu mà mình là một cái người, là một nhân tài, một tài năng, nhưng không sẵn sàng bỏ cái tôi đấy và hạ mình xuống để phục vụ những người rất bình thường, thì dù có tài đến mấy thì vào đây cũng không phù hợp. Thì đấy là cái thông điệp cậu muốn chia sẻ với các bạn. Rồi dần dần chúng ta sẽ hiểu ai sẽ là người phù hợp. Đấy, ở đây giờ có thủ lĩnh Anh Hồng này. Thủ lĩnh Anh Hồng là một doanh nhân về tài chính ở bên ngoài, nó cũng không phải lo rồi. Nhưng mà có phù hợp đi trên con đường này hay không? Hạ mình xuống, giúp đỡ tận tâm tận lực những người rất bình thường, để thắp sáng ước mơ cho họ và chuyển hóa cuộc đời của họ, thì sẽ ngon. Thủ lĩnh Anh Hồng thấy thế nào? Chia sẻ về con người phù hợp. Anh Hồng bật mic chia sẻ cái này. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng ạ. Anh Hồng tên thật là Anh Hồng, sống tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, năm nay 51 tuổi. Anh Hồng cũng là chủ một doanh nghiệp nhỏ, cũng là một người kinh doanh tự do, nhìn chung là từ bé giờ chỉ là người kinh doanh thôi, chưa biết lên làm thuê là mướn cho ai bất cứ một ngày nào cả. Nhưng mà riêng anh Hồng từ bé đến giờ ấy, thì anh Hồng chưa bao giờ tự cao tự đại tự đắc bao giờ cả. Và con người của anh Hồng nói suy cho cùng, từ bé đến lớn thì anh Hồng chơi với bất kỳ một đối tượng nào cũng được, giàu có cỡ nào anh Hồng cũng chơi, nghèo khó cỡ nào anh Hồng cũng chơi. Và anh Hồng đi bất cứ một cái xe sang chảnh chảnh nào, đi vào bất cứ một cái hội thảo nào thì mình trở thành người lộng lẫy cũng được, mà mình rất là bình thường cũng được. Tức là bản thân con người của anh Hồng á, là không có cầu kỳ, không có đại khái là không có đặt cái chữ tôi lên bao giờ hết, nên là rất là hòa đồng với tất cả mọi người. Cho nên là khi mà đón nhận một công việc này với anh Hồng, nó hoàn toàn là mới tinh luôn, mới chưa từng động chạm đến một chút nào hết á, chưa bao giờ quan tâm đến lĩnh vực này. Nhưng mà khi mà đầu tiên anh Hồng vào đây, anh Hồng cảm nhận được là mình chia sẻ không phải là đi năn nỉ mời chào, mà mình chia sẻ với một cái tâm cho đi. Ngay từ đầu anh Hồng đã xác định ngay như thế rồi. Nên là khi mà bắt đầu anh Hồng vào học Zoom buổi đầu tiên là anh Hồng đã gọi điện chia sẻ. Nhưng mà một bạn ấy đã từng làm ở trong cái lĩnh vực này mấy năm trời, và bạn ấy đã bỏ cuộc chơi và bạn làm nhiều tập đoàn rồi. Bạn ấy ngồi, bạn ấy nghe lắng Hồng nói, anh Hồng nói một nửa tiếng đồng hồ. Xong bạn ấy nói một câu như này này: em nói thật với chị nhé, cái ngành này em làm nhiều lắm rồi, cái ngành này em đã từng đi sâu vào, em đã bỏ hết công việc để em đi sâu vào rồi, và rất nhiều người mời em làm rồi, và không tuần nào tháng nào cũng có người mời em làm. Nhưng em không hiểu tại sao tự nhiên chị chia sẻ cho em nó giống như là một cái luồng gió mới đưa vào cho em, nên em ngồi em lắng nghe chị nói từ đấy đến giờ mà em không phản kháng gì cả. Thế thì anh Hồng mới tự tin một điều rằng là mình làm bất cứ một cái gì bằng chính cái tâm của mình, cái tâm mà mình cho đi, chứ không phải là cái tâm mình cầu cầu thị bất cứ một cái điều gì cả, thì chắc chắn cái người nghe họ sẽ tự cảm nhận được thôi.
chứ không phải là mình phải nói hay, nói vẽ, nói vời, nói gì đâu mà cái người nghe họ cảm nhận được. Cái quan trọng là mình đưa một cái thông điệp từ cái trái tim của mình đến trái tim, thì kiểu gì người nghe người ta cũng cảm nhận được điều đó. Nên anh Hồng không ngại, không sợ bất cứ một điều gì cả, và chia sẻ cho tất cả những người, kể cả những người bán vé số, kể cả những cái người đi bán rong, rồi kể cả những cái người chủ doanh nghiệp, bất kể một người nào anh Hồng vẫn chia sẻ. Dạ, đấy là cái suy nghĩ của anh. Ok, cảm ơn thủ lĩnh anh Hồng. Đấy là chân dung của một cái người tài năng và phù hợp, đúng không nào? Một cái người tài năng và phù hợp, bởi vì có thể chơi với bất kỳ ai, tức là có thể sống giống như chị anh Hồng nói đấy, có thể trở thành người đài cát sang trọng, sẵn sàng, có thể chơi với người mọi thứ bình thường, tức là thấy sang trọng hay thấy bình thường thì nó cũng rất là bình thường thôi, thì là ngon, có thể phục vụ bất kỳ ai. Thank you, cảm ơn chia sẻ của chị anh Hồng. Chị anh Hồng, vấn đề của chị anh Hồng thì mỗi cái là thu xếp thời gian các cái công việc kinh doanh khác với lại CV thôi. Ok, thế nhưng khi nào mà chị anh Hồng thực sự là muốn phục vụ loài người được nhiều người hơn nữa, đúng không, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn người ấy, thì nó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa rất nhiều. Cảm ơn chị anh Hồng. Ok, rồi xin mời anh chị em, trên hành trình này ai gặp rào cản gì, bật micro. Xin mời. Trang xin kiến. Vâng, xin mời chú Trang. Vâng, xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Kính thưa, xin chào toàn các anh chị em có mặt trên Zoom. Thì hôm nay một cái buổi coaching mà coi như là một cái thời điểm rất là phù hợp để cho mọi người có mặt trên Zoom và chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thế thì nhân cái chuyện mà thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường nói là mình có phù hợp với lại cái môi trường này không? Thế thì thực ra mà nói thì về đây là tâm tư thì chẳng có một cái tâm sự như này. Thực ra bản thân mình thì cũng có một cái vị trí nhất định. Nói chung là mọi người biết rồi đúng không? Công tác quản lý có, học hàm học vị có, công việc quá ổn định luôn. Và lương thực ra mà nói thì không nhiều nhưng mà cũng không ít. Ngẩng lên thì không bằng ai nhưng mà cúi xuống thì cũng rất nhiều người là không bằng mình. Và nếu như mình mà an phận thủ thường thì chắc là chỉ có coi như là sáng cắp ô đi và chiều cắp ô về 8 tiếng đồng hồ thôi. Và thậm chí là có khi không làm gì vẫn có lương bình thường. Và nhân lại cái chuyện là bây giờ lại đang coi như là bị bệnh tật như thế này nữa, đúng không? Thì mọi người lại có một cái ưu tiên. Tóm lại là mình cứ nằm như một cái người bệnh để coi như người ta chăm sóc thôi. Bệnh viện chăm sóc, người thân chăm sóc. Và mình cũng cứ chờ mong coi như là cái số phận như thế nào đưa đẩy để mà mình coi như là gọi là chấp nhận cái số phận. Tuy nhiên thì như Tráng đã cũng chia sẻ với lại các anh chị em ở trên room rồi thì cũng nhiều người biết. Thế thì khi mà tiếp nhận sản phẩm và mình coi như là tin tưởng tuyệt đối vào các cái giá trị của Siri, niềm tin về giá trị, niềm tin về sản phẩm, đúng không? Hệ thống liền tim, hệ thống niềm tin và hệ thống giá trị của hệ thống thì cái này không phải nói nữa. Thế thì thực ra mà nói thì mình phải coi như là tự coi như là hoàn thiện phát triển bản thân, mình phải hạ cái tôi của mình xuống. Thực ra bản thân Tráng thì nói với thủ lĩnh như này, tức là mình quay cơ vị trí như vậy chưa nào, có thể nói như này, tức là có thể là đi công tác rất là nhiều, có thể là tiếp cận với các cái tầng lớp, tức là như chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, làm việc với ủy ban nhân dân, rồi sở y tế, thậm chí đi máy bay coi như là đi coi như là vé VIP bình thường, đi nước ngoài đi vé VIP, người ta sẵn sàng các cái công ty các hãng cho mình cái vé VIP đi bình thường, có nghĩa là mình đã phải va chạm, đi ô tô coi như là xe đưa xe đón, đúng không ạ, rồi nghỉ khách sạn 5 sao có, nhưng cũng đã có những lúc đi công tác sẵn sàng đi bộ 300-400 cây số vào bản, hòa đồng với người dân ở trong bản để coi như là xâm nhập vào cộng đồng, thậm chí coi như là ăn uống cùng với bản luôn, uống rượu suốt đêm luôn. Tức là mình ăn tiết canh gà với người Cờ Ho ở trong miền Nam, ở trong Di Linh, Lâm Đồng, thậm chí đi với người Mông ở trên Hà Giang đi bộ và coi chấp nhận, thậm chí là ngồi xe ôm và coi như là nói là trong miền Nam ấy, đất đỏ, và thậm chí còn phải coi nhông xích ấy, có khi còn phải lấy cái xích buộc vào bánh để không có nó bị trơn chuột đi. Như vậy là mình phải coi như là con người ta đã phải trải nghiệm tất cả trong cuộc sống, từ khổ đến sướng, khổ cũng chấp nhận được và sướng cũng chấp nhận được. Đấy là cái chuyện đó. Nhưng khi đã tham gia vào Siri thì bản thân Tráng có một cái tâm nguyện như này. Thứ nhất là mình phải coi như là hạ cái tôi của mình xuống. Mình trở lại con người rất là bình thường. Và đúng là như này. Nếu như mình cứ giữ cái tôi của mình thì mình không có cơ hội để đi chia sẻ cho mọi người.
Nhưng đây là một người hoàn toàn bình thường. Và mình có các sản phẩm của Siri, như Tráng đã nói là có 300 sản phẩm. Mình có công cụ ở trong tay, mình có cái tâm, mình có chuyên môn. Vậy thì tại sao mình không đi chia sẻ cái giá trị này cho mọi người? Cho đi, đúng không? Mình cứ cho đi, mình cứ cho đi. Và có một cái ý này Tráng muốn nói này, người mà làm Siri, làm trong cái ngành nghề này, làm đặc biệt chăm sóc sức khỏe chủ động, con người ta phải có cái tâm, phải có cái tâm. Ngành y là có y đức, nhưng mình đây là làm có cái tâm, tâm cho đi. Và mình cứ làm đúng cái tâm của mình, coi như là mình cứ cho đi và mình cứ chia sẻ, đúng là văn hóa chia sẻ. Thì cái điều mình dẫn lại là những điều cực kỳ tuyệt vời. Và nhiều khi mình không nghĩ rằng mình sẽ nhận được, nhưng có khi mình đã nhận được. Thì nhân cái buổi coaching hôm nay thì Tráng xin phép, tức là cũng gọi là cướp mic, đúng không? Trước là có khi là chả dám đâu, có khi là cứ ngồi để nghe tất cả các thứ thôi. Nhưng mà vào Siberi thì nó lại có cái nguồn năng lượng. Thế thì mặc dù là như vậy, nhưng mà mình phải có ý kiến phát biểu như vậy thì phải chia sẻ. Thế thì xin cảm ơn tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom đã chú ý lắng nghe. Và dạ, cảm ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường đã cho Tráng được chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn chú Trịnh Xuân Tráng, phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Xuân Sáng, nguyên phó hiệu trưởng. Chú Sáng là phó hiệu trưởng hay hiệu trưởng ấy nhỉ, chú nhỉ? Trước chú Sáng bật lại mic cho cháu ấy. Đây ạ. Vâng. Mời thủ lĩnh cho câu hỏi lại. Vâng. Vâng. Chú Sáng trước là phó hiệu trưởng hay hiệu trưởng Đại học Y Dược Thái Nguyên nhỉ? À, nếu mà gọi là những cái chức vụ mà đã trải qua thì nói như này, tức là Tráng trước khi tức là phó bí thư đảng ủy, dạ, phó hiệu trưởng của nhà trường, dạ, học vị là phó giáo sư tiến sĩ, dạ. Thế nhưng mà cũng lại chia sẻ luôn, tức là mình thì lại luôn luôn coi như là hòa nhập với lại tất cả các anh em trong cơ quan, bởi vì đã trải qua chủ tịch công đoàn của nhà trường, dạ. Chuyên đã là chủ tịch công đoàn thì coi như là mình phải coi như là gọi là lấy dân làm gốc rồi, dạ. Thế thì lắng nghe ý kiến của quần chúng rồi tất cả các thứ, thế thì lại thêm một cái đó nữa, thế thì dạ. Cho nên là mình tham gia vào Siri rồi cũng là coi như là mình cảm thấy cái công việc đó rất là bình thường. Và tham gia các buổi room rồi tất cả các thứ, lĩnh hội các cái ý kiến thì rất là hợp lý. Và xin cảm ơn. Đã, cảm ơn chú Tráng. Rồi, cảm ơn chú Tráng đã truyền cảm hứng cho anh chị em. Đấy, bao nhiêu anh chị em thấy phó giáo sư, tiến sĩ, nguyên phó hiệu trưởng và sẵn sàng mang những điều tốt đẹp với phục vụ loài người thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm và làm rất tốt, thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Dù chúng ta là ai nhưng chúng ta trong lòng có bá tính, chúng ta trong lòng có người dân, thì chắc chắn là cái việc mà chúng ta có phần thưởng lớn là đương nhiên, tức là cho đi là còn mãi, give again, đấy là quy luật của vũ trụ. Quy luật vũ trụ là người cho đi thì không muốn nhận thì cũng phải nhận, vì nó là quy luật. Cả chị Ánh Hồng, doanh nhân Ánh Hồng, cả chú Tráng đều chia sẻ cái việc cho đi là cái việc rất quan trọng. Chú Giang có nói đến y đức, thì ở đây chúng ta có doanh đức, là đạo đức kinh doanh. Chúng ta phải kinh doanh nó phù hợp với lại cái đạo đức của những người làm kinh doanh. Cái triết lý kinh doanh của chúng ta là all win, tất cả cùng thắng. Rồi, cảm ơn chú Giang. Xin mời anh chị em, có ai có câu hỏi gì bật micro. Xin mời. Nên mình phải tranh thủ hơn cao thủ. Giống như ngày... À ok, xin mời Helen lại Thu. Chào, xin chào cả nhà. Thu thì lúc mà mới vào CV á, thì ngay từ bé thì cũng có cái khát khao rất là thích giúp đỡ. Tuy nhiên thì cái lúc vào đây thì nó vẫn bị ở trong tiềm thức. Thì vào đây á, thì ban đầu tiên á, thì mặc dù là trong đầu mình thì ý thức cũng rất là thích giúp đỡ. Thế nhưng mà nó vẫn chưa có... Ví dụ như là mới đầu vào ạ, từ cái phong cách ăn mặc thì nó vẫn giữ nguyên cái phong cách cũ. Thế thì vào đây một thời gian ấy, phát hiện ra là có một số bạn về sau bạn ấy nói như thế này. À, những bạn công nhân ấy, bạn nói là gặp chị ngại ngồi gần lắm. Em cứ thấy ai mà sang trọng ngại ngồi gần lắm. Thì cái đó nó cũng là cái mà xong bắt đầu dần dần bắt đầu mình ngộ ra. Và mới ban đầu thì, tức là trước đây thì cũng cái thói quen là mình bán chỉ bán xỉ thôi. Chứ ngại mà cái kiểu đi chia sẻ từng sản phẩm là không có để ý đấy. Thế về sau thì bắt đầu vào trong này cũng được thay đổi, được phát triển, được chuyển hóa. Thì quan sát các thủ lĩnh ở bên trên của mình, thì Thu thấy hai những cái thủ lĩnh lớn của mình bên trên của mình ăn mặc rất là đơn giản. Tại sao mà ăn mặc rất là đơn giản?
tại sao đi chia sẻ từng cái sản phẩm, từng hộp trà. Thì ban đầu mình nghĩ mình bảo tại sao lại bán từng hộp trà. Thế thì về sau mình mới hiểu ra đó là đang đi gieo những cái hạt mầm, đang đi trao giá trị chứ không phải đang đi bán hàng. Thế sao? Thì ngay vào luôn cái lúc đấy thì ý thức thì vẫn thích giúp đỡ người khác. Thế nhưng mà vào thì nó vẫn chưa làm được những cái điều đó. Thì về sau bắt đầu Thu chuyển hóa dần dần. Và dần dần mãi về sau thì Thu đã học được một cái bài học vô cùng giá trị như thế này cả nhà này. Tức là bản thân mình rất thích giúp người khác. Từ bé là khát khao thích giúp đỡ rồi. Tức là thích, rất là thích kiếm tiền bằng cách mà giúp được người khác. Nhưng cái phương tiện của mình, cái công cụ của mình nó không giúp mình làm được cái điều đó. Thế thì đến khi mà vào trong môi trường này thì mình thì thích giúp được như vậy, nhưng mình không biết đi tìm cái người giống như mình, hoặc là nói cho người ta biết về cái chuyển đổi cái tinh thần của mình giống như để giống như mình ý. Tức là phải làm cách nào để giúp được người khác thì mình không làm được điều đó. Thế thì mãi sau về Thu được học thủ lĩnh quốc tế về cái chân dung của cái người đồng đội của mình, mà bây giờ mình tìm thì lúc này bắt đầu Thu phát hiện ra là cái chân dung mà Thu muốn chia sẻ lại, cái này Thu rất là thích, từ mấy hôm nay Thu được học rất là thích. Đó là những người bình thường thôi, không quan trọng bạn là ai, nhưng quan trọng bạn có cái khát khao phi thường thì bạn vào đây bạn được chuyển đổi. Rồi cái người mà dụ như Thu là cái mục tiêu, cái thị trường mục tiêu của Thu là toàn chủ doanh nghiệp thôi. Thế nhưng về đây mình lại không giúp được họ, giúp cho họ là ngay từ đầu phải nói với họ về cái tinh thần và đi vào cái môi trường này là bạn phải là có một cái tinh thần gọi là giúp được những cái người yếu thế, nhưng mà trong lòng phải thấy vui, tức là thích làm á, giúp mặc một cái tâm không mà thích giúp đỡ người khác, mà bằng một giúp những cái người yếu thế, những cái người có thể giống như là cái việc mà đi bán từng hộp trà ấy, dụ thế. Hoặc là có những lúc mà Thu kể những câu chuyện của Thu là một cái người mà lúc trước đây là ăn mặc rất là điệu và là này nọ, không có đi, mà bây giờ Thu đi xe Honda cùng với tư vấn viên hàng hơn 100 cây số và mặc những cái bộ đồ rất là bình thường về những cái vùng quê. Tức là khi mà mình chuyển đổi được mình như vậy á, thì mình tự thì mình cảm thấy mình rất là vui, chứ không cảm thấy mình bắt buộc, mà đi như vậy cảm thấy rất là vui, mà mình gieo được những cái hạt giống mà giống như những thủ lĩnh, những người hướng dẫn của mình đang làm. Đó là những cái mà ngày hôm nay Thu đang làm được. Và rất là biết ơn thủ lĩnh quốc tế khi mà Thu được nhận một cái bài học. Và từ nay trở đi thì chắc chắn là Thu sẽ biết giúp được nhiều người hơn nữa khi mà mình đã nhận ra cái chân dung của cái con người phù hợp vào cái môi trường của chúng ta. Vâng, xin thủ lĩnh cho Thu. Cảm ơn thủ lĩnh cho Thu chia sẻ. Ok, cảm ơn Helen lại Thu. Rồi bao nhiêu anh chị em khác mà đang có mặt trên Zoom đấy, chúng ta thấy không? Các doanh nhân đấy, sẵn sàng đi phục vụ. Các bác sĩ Phương đây, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương, phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Xuân Tráng sẵn sàng đi phục vụ đồng bào của chúng ta, thì chúng ta sẽ còn phục vụ mạnh mẽ hơn. Thì giơ hai ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. S69 trường đào tạo kinh doanh dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Kinh doanh theo mạng chỉ phù hợp với những người đấy, số 1 là có khát khao, tức là người xuất phát như nào không quan trọng. Nhưng quan trọng là vào môi trường này dần dần phải đánh thức được ước mơ. Nếu không đánh thức được ước mơ, tức là không biết làm để làm gì ấy, thì rất khó có thể thành công được. Và cái thứ hai là bắt đầu cái tinh thần phụng sự ấy, chính là tinh thần giúp đỡ người khác. Cái phần thần mà Doan nói đấy, con người ta một con người chúng ta được chia thành 4 phần. Vào hệ thống giáo dục S69 là chúng ta vào cái hệ thống giáo dục khai sáng, giáo dục phát triển toàn diện, tức là phát triển cả 4 phần. Phần thân, phần tâm, phần trí, phần thần. Đấy, thân, tâm, trí, thần. Một con người chia thành 4 phần như vậy. Thế thì phần lớn những người bình thường trên cuộc đời này ấy, những người chưa thành công hoặc thành công nhất định, tức là ở một cái mức độ thấp ấy, là phần đa là do gì? Là chỉ cho thân ăn thôi. Cái trong 4 phần này thì cái thằng thân là thằng đều nhất, là cái thằng đòi hỏi nhất. Đói là nó kêu, nó than, đau nó cũng kêu, đói nó cũng kêu, khát nó kêu, mệt nó muốn ngủ, vân vân. Đấy, như ba cái thằng kia thì nó ngoan quá, nó chả có cái đòi hỏi gì cả. Tâm nó ngoan quá, trí nó cũng ngoan quá, thần nó cũng ngoan quá. Cho nó ăn thì nó ăn, không ăn thì nó chả đòi hỏi cái gì cả. Và chúng ta bỏ đói nó quá lâu, thậm chí là đến chết nó cũng chả kêu. Để chết, cái lúc gần chết ấy, thì thân nó vẫn kêu, đau đớn nó kêu, chứ mấy cái thằng kia nó chả kêu. Và đó là lý do. Và đây chúng ta học tập phát triển toàn diện để bắt đầu, ví dụ như tình yêu thương, tâm đúng không? Chúng ta phát triển tình yêu thương, tức là sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thần, tinh thần cho đi, tinh thần phụng sự. Thì là ngon. Ok, cảm ơn Helen lại Thu đã chia sẻ.
Xin mời anh chị em khác. Quý Huy lên tiếng ngay nào. Chia sẻ về con người phù hợp là. Chào thủ lĩnh quốc tế, chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Yes. Hãy đang nghe các thủ lĩnh chia sẻ cầm bụi gõ vào để lấy cái hành trang cho mình. Huy thì cũng vào đây cũng khá là lâu, đúng không? Cũng từng học tập, phát triển bên ngoài, rồi là học tập phát triển trong S9. Thì nói như thủ lĩnh dạy chúng ta trong cái chu trình thời gian vừa rồi, đúng nào, cả Zoom chính cũng như là cái Zoom coaching, chúng ta thường đi rất sâu về bốn cái yếu tố của con người đấy. Và đương nhiên tại sao chúng ta đi sâu như vậy, mục đích chính là gì? Mục đích chính để chúng ta phải sẽ chứng nghiệm được, đúng không? Chúng ta phải chứng nghiệm được lại những con người mà đang học cùng chúng ta là ai, họ xuất phát như thế nào, tại sao họ làm được cái điều đó. Và chúng ta vẫn còn đang gì? Chiều cái thằng thân nó quá đáng. Bản thân Huy cũng vậy cả nhà. Có những hôm vẫn bỏ thể dục mà. Mặc dù là kế hoạch là và tập thể dục đều đặn. Thế thì bây giờ thì có những cái lúc á, là thể dục không, buổi sáng không thể dục được thì lại chuyển sang buổi chiều. Bởi vì sao? Mình xét thấy nó là quan trọng cực kỳ nhưng nó không cấp bách. Ví dụ buổi sáng có việc cấp bách thì phải chuyển sang buổi chiều thôi. Đúng không? Chứ nếu mà chúng ta lại ép chúng ta lại ép là cứ phải sáng tập thể dục thì tự nhiên chúng ta tạo cái áp lực cho chính mình. Đúng không? Thế thì chúng ta cũng cần có một cái mà thủ lĩnh hay dạy chúng ta là ít nhất là viết ra lên 5 công việc. Đúng không? 5 cái công việc cần làm hoặc là cần hoàn thành mỗi ngày. Thế thì cái nào mà cấp bách và quan trọng chúng ta làm trước. Đúng không? Cái nào mà quan trọng nhưng mà không cấp bách thì chúng ta làm sau. Thế thì cái mà không quan trọng nhưng không cấp bách, có nghĩa là đọc sách hay tập thể dục rất quan trọng nhưng nó không cấp bách, chúng ta có thể thay đổi trưa hoặc chiều, ví dụ như vậy, để cho nó phù hợp. Nhưng cái chuyện đó sẽ xảy ra trong cái kế hoạch của chúng ta. Thế thì khi thay đổi rồi á, mà chúng ta phải hiểu rằng có một số anh chị em và bản thân tôi cũng có những cái thời gian như vậy, ép mình quá thì chúng ta dạng như là bị một cái tạo một cái áp lực ảo cho chính mình, sau đó lại tạo áp lực cho đội nhóm, thì cái đấy cũng là một cái phản ứng ngược, đúng không nào? Có những người phát triển bản thân, mặc dù phát triển bản thân nhưng áp dụng nó thành một cái áp lực quá lớn thì bị phản ứng ngược. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng là cái nào cấp bách và quan trọng để chúng ta điều chỉnh. Và đương nhiên rồi, ông ấy đòi hỏi rất nhiều, chúng ta vẫn đang nói nhiều, nhưng nếu mà không chú ý đến ông ấy thì các cái phần khác cũng bó tay, đúng không? Không có cái đầu thông thái nào mà đặt trên một cái cơ thể mà yếu đuối hoặc là giặt dẹo cả, đúng không? Thế thì tất cả những cái đó chúng ta đều cần phải chứng nghiệm được. Và Huy rất là biết ơn thủ lĩnh Cường và anh chị em ở S9, một cái môi trường mà đã giúp cho mình chứng nghiệm rất là nhiều, mình nghiệm ra rất là nhiều cái điều, đúng không? Có những hôm ngồi nghĩ một lúc tự nhiên nó lại lòi ra vài cái thứ mà đã được học ở trong Zoom. Đấy, chưa chắc là bây giờ chúng ta nói với nhau đã ra đâu. Tuy nhiên những anh chị mà đã được học, những anh chị có trí tuệ, những anh chị thông minh thì hoặc là có kinh nghiệm thì nó dễ. Một số anh chị thì tự nhiên một lúc nào đấy tự nhiên nó nghiệm ra, nó ngộ ra, hóa ra nó là như vậy. Đúng không nào? Còn nếu mà chúng ta mà học cái chúng ta nghiệm được ngay thì đương nhiên rồi, nó quá tuyệt vời. Nhưng có những cái chuyện mà chúng ta cần thời gian, hoặc là có những cái chuyện mà chúng ta cần cái điều gì, chúng ta cần nó phải xảy ra để chúng ta biết, để chúng ta nắm được, hoặc là để chúng ta nghiệm được ra nó. Ví dụ như hôm trước thủ lĩnh có dạy chúng ta, đúng là hôm qua thì phải trả giá để khai sáng, có nghĩa là có những cái thứ buộc phải trải nghiệm mới khai sáng được, đúng không? Biết đấy, nghe cái kiểu là vậy đấy, nhưng không có cách nào để mà khai sáng được, thì có nghĩa là có những cái thứ mà phải trả giá để khai sáng. Đó là cái đương nhiên trong năm cái mà thủ lĩnh bây giờ chúng ta hôm qua đấy: sách sáng này, thầy sáng này, trả giá để khai sáng này, đối chất với các vĩ nhân này, rồi gì nữa, thông qua các kênh internet, đúng nào? Cho nên chúng ta mới thấy rằng là thủ lĩnh của hai giải đa như vậy thì chúng ta biết được rằng, và có một cái câu đó là gì ạ? Cho tôi biết những người bạn chơi, những người thầy bạn học, những cái kênh bạn hay xem, những cuốn sách bạn đọc thì tôi sẽ biết bạn là ai, đúng nào? Thế đấy là một trong những cái gốc rễ mà trong cái chu trình vừa rồi á, thủ lĩnh đi rất là sâu về cái vấn đề này trong tất cả các cái kênh, chứ không phải là riêng mình cái kênh coaching. Mục đích là gì? Để chúng ta thực sự hiểu
chúng ta sống ở trên đời này để làm gì, đúng nào? Và sống ở trên đời này để làm gì, và chúng ta cần phải biết vận hành bốn cái thứ đó. Nó trơn tru chứ không phải là chiều mình ông nào hay không phải cấp ưu tiên cho mình ông nào cả, và ông nào ông cần được cái quyền ưu tiên hàng đầu thì ưu tiên cho ông ấy, và trong giai đoạn nào. Đấy là một trong những cái Huy cũng nghiệm ra trong cái quá trình mình học tập cùng với S số 9, trong cái quá trình đi chia sẻ, trong cái quá trình dẫn dắt đội nhóm, đúng nào? Và tuy vậy chúng ta đã hiểu, chúng ta đã nhìn thấy được, chúng ta đã nghiệm ra rất nhiều thứ. Nhưng khi cái sự việc xảy ra đấy, đúng nào, khi có một cái sự kiện nào đấy xảy ra ấy, thì thường á là cái ông tiềm thức ông vẫn cái lòi ra trước. Bởi bộ não này rất là thông minh, những cái mà giống giống thì ông lôi ra, ông lôi những cái mà đã có sẵn lập trình sẵn, ông lôi ra trước để làm sao? Mục đích là để cho nó khỏi bị tiêu hao năng lượng. Cho nên là nhiều khi nó vẫn còn cái điều đó. Cho nên tại sao thủ lĩnh cứ gặp đi lặp lại? Mục đích là gì? Để chúng ta dùng những cái buổi học này, để chúng ta dùng những cái tri thức, cái kiến thức của chúng ta áp dụng nó lặp đi lặp lại để làm sao? Tiềm thức nó hiểu cái điều đó là đúng và nó chấp nhận cái điều đó. Giống chúng ta lên internet, chúng ta gõ cái từ khóa gì nhiều, hôm sau cứ mở điện thoại, cứ mở máy tính là từ khóa đấy nó xuất hiện, giả sử như vậy, đúng không? Đó cũng là một trong những cái mà Huy nghiệm ra, là cái cách đào tạo, huấn luyện và dẫn dắt của thủ lĩnh nó lặp lại rất sâu sắc như vậy. Và làm một trong những cái gì ạ, cái buổi coaching hoặc đào tạo cũng vậy, nội dung rất ít nhưng nó cực kỳ sâu sắc và neo được, đó mới là giá trị chứ không phải là tràn thông tin. Ngày xưa Huy cũng vậy, nhiều khi cũng ta đây đi gõ rất là nhiều, đi tìm rất là nhiều, làm một cái slide rất là dài, đúng không? Học cảm thấy là tư vấn viên sướng thật đấy, họ sướng bởi vì họ có nhiều cái thông tin mới nhưng chả neo được cái gì vào đầu cả, đúng không? Cho nên là càng ngày càng nghiệm ra được những cái cách dẫn dắt nó rất là sâu sắc, và nó đơn giản nhưng nó lại thâm thúy, đơn giản nhưng rất là sâu sắc. Cái kiểu như vậy thì chúng ta dễ hiểu. Hoặc là trong như 55 tập phim của Đức Phật mà Huy hay kể mọi người đấy, cuộc đời của Đức Phật ấy, có những cái câu mà Đức Phật diễn giải cho tỳ kheo hoặc là cho đại chúng ấy, cực kỳ dễ hiểu nhưng nó cực kỳ sâu sắc. Đó mới là bộ ngôn từ để coaching, bộ ngôn từ để dẫn dắt và khai sáng con người. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Cư Huy, hay quá, thank you. Cái nghề của chúng ta ấy, một trong những cái thứ mà nó đòi hỏi phải rèn luyện đấy là nói những cái thứ gì đó nhưng mà làm sao đấy để ai cũng hiểu được, đúng không? Đấy, từ ngôn ngữ nói vui là ngôn ngữ của bác học nhưng mà nói theo cách của bác hai, ví dụ thế, để ai cũng có thể hiểu được. Đấy, và một trong những người có khả năng diễn đạt cực siêu đấy là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương. Xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương lên tiếng chia sẻ. Xin được chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường cùng toàn bộ hội đồng thủ lĩnh và tất cả anh em trên Zoom. Một buổi trưa hôm nay cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản của một cái buổi chiều trưa thu mà đã bắt đầu thấy ra dễ dàng rồi, không khí nhẹ nhàng êm ái. Và buổi trưa hôm nay cũng thực sự rằng lòng Phương cũng thấy thong thả, Phương cũng thấy rằng là vui khi mà được ngồi trên Zoom cùng với thủ lĩnh quốc tế và tất cả anh em là được một buổi coaching. Và ta thư thái, ta nói với nhau một cái điều, đó là khi Phương bước chân vào cái series thì đến giờ phút này mà Phương vẫn nói là hạnh phúc vô cùng. Và có những lúc hạnh phúc không biết gì, chỉ biết kêu một là vô đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Mà mình thấy rằng là hôm nay mình tồn tại trong cái thế giới này, mình tồn tại trong căn phòng này, mình tồn tại ở đây. Và lại được làm S69, được là học sinh của môi trường này. Mà cái văn hóa của S69 thì mình thấy một cái văn hóa mà ai ai ta cũng nhận được. Một cái điều đơn giản, một cái điều mộc mạc mà lại có sức mạnh. Ta thấy có một cái điều gì đấy mà nó thôi thúc trong mình, nó chỉ đơn giản thôi nhưng nó lại mộc mạc mà nó lại mạnh mẽ. Thì đấy là cái văn hóa mà cho đến hôm nay Phương thấy rằng là mặc dù tuổi đời đang cao mà muộn nhưng vẫn còn là gì, vẫn còn cơ hội. Và những ngày hôm nay Phương cùng với tất cả anh em được lắng nghe thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường đã chia sẻ, và Phương cũng học rất là nhiều. Trước kia Phương cũng là thầy cô giáo, nhưng khi nhiều khi là mình lên á, mình muốn cho những cái vấn đề mà các cái phần bài giảng cũng cố gắng là đơn giản, nhưng mà đối với học y thì cũng không thể đơn giản được, mà lại phải càng khó. Mà các bài giảng làm sao mà Phương giảng, nếu hôm nay Phương giảng xong tất cả trong lớp không ai hiểu cái gì cả, thế là Phương thấy mình thành công đấy. Thế đấy, bác sĩ thế. Thế nhưng hôm nay vào với S69 thì một cái điều đó là gì, phải thật đơn giản, phải thật mộc mạc và thật mạnh mẽ vào đấy, văn hóa như thế. Đây có thầy Tráng đây, Phương với thầy Tráng là cùng giáo viên bộ môn nội. Có những hôm mà Phương giảng các cái bài giảng mà nó khó lắm, tại vì Phương nghiên cứu mà, Phương lại mang từ Mỹ
về đó. Thế là coi như học sinh nghe xong là vã mồ hôi chán, dán mồ hôi lưng không hiểu cái gì cả. Thế và Phương bước xuống một cách là gì? Oai phong một tự nhiên rằng là ôi tôi giảng cái gì mà học sinh tôi chả hiểu cái gì cả. Thế nhưng hôm nay vào ngưỡng mộ thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Đó là một cái điều mà chúng ta phải thấm đượm mà mãi mãi. Trong lòng Phương cũng thế và từ giờ đi cũng thế. Thấy rằng là văn hóa của tôi chỉ đơn giản thôi. Tôi chỉ mộc mạc như thế thôi. Nhưng tôi mạnh mẽ vô cùng. Và hôm nay lại bàn đến cái chân dung của những người làm trong cái môi trường của E69. Cái chân dung nhẹ nhàng hơn là hạ hơn đi. Đấy, và ta chỉ có lùi một bước thôi, biển trở nên cao hơn, núi trở nên cao hơn, ta lùi một bước nữa, biển trở nên rộng hơn. Thế mà mình làm E69, thì Phương có nói với cái thủ lĩnh của Phương hay là thủ lĩnh Nguyễn Luyến hay là thủ lĩnh hơi cho bác sĩ Xung Phong là cho bác sĩ chia sẻ. Nhưng lúc đầu ấy là vào là những cái bài chia sẻ về chuyên môn là nó rất là sắc. Thế nhưng bây giờ nhẹ nhàng, thanh thản. Và anh em cũng thấy rằng là đơn giản. Làm sao mà ta tự sao chép được. Và phải nói đi, nói lại. Nói đi, nói lại và không nản. Ngày xưa Phúc nói thật với thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường là Phúc không bao giờ giảng cái bài gì lần thứ hai. Chỉ có một lần là bài trong bao nhiêu năm chỉ một lần. Đấy, ví dụ như vậy. Nhưng hôm nay trong cái S69 thì Phúc thấy rằng là phải tia đi, tia lại, phải tua đi, tua lại. Và có những lúc anh em thấy rằng là anh em ơi, không được ngán được nhá. Phương chia sẻ mà đã ai biết rồi thì biết thêm chút nữa. Ai đã long lanh rồi thì long lanh thêm tí nữa. Ai đã xịn rồi thì xịn thêm tí nữa. Thế và Phương cũng học được một cái nữa là ta phải nói thật kỹ để cho tất cả anh em đều hiểu được, nắm được. Với vào đến S69 phải làm cái con người như thế nào. Và bây giờ Phương lại thấm hiểu một cái điều nữa. Đó là không chỉ có mỗi kỹ năng, Phương có lần Phương chia sẻ là kỹ năng mềm có nghĩa là tôi nói được cho mọi người hiểu được, tôi gần gũi, đấy là kỹ năng. Nhưng đến bây giờ cái phát triển bản thân nó sâu xa hơn, nó sâu sắc hơn, phải là cái thân, phải là cái tâm, phải là cái tuệ, phải là gì, cái thần. Và tất bốn cái đấy nó đi song hành với nhau. Mà liệu cho mình dễ hiểu nữa là cái thân hư lắm, toàn đòi thôi, cứ đòi thôi, còn các cái kia chẳng đòi bao giờ cả. Và có những lúc mình vẫn nói, cuộc sống ta vẫn nói là con có khóc thì mẹ mới cho bú, con không khóc nghỉ đấy, ngồi đấy, cứ đừng đấy mà chờ. Đấy, ví dụ như vậy. Thì cái ba cái mà mình vẫn đề cập đến là tâm, trí, thần, là cứ ở đấy mà đợi, chờ đấy, đợi đấy. Nhưng khi vào đến bước chân vào S69, không bao giờ chúng ta để cho ba cái thứ kia nó lắng xuống, không bao giờ để cho nó chìm xuống, mà cùng một lúc chúng ta xong hành đi cùng bước luôn, cho mà hoàn thiện bản thân mà xong luôn, thân đi cùng tâm luôn, trí luôn, thần luôn. Thì đấy, trong môi trường S69 cho đến bây giờ hôm nay cho mình một cái vấn đề mà chúng ta nhìn trên góc độ toàn diện. Và với 74 cái đấy thì chúng ta mới là cái con người trong cái môi trường của S69. Vì cái môi trường này là môi trường phải chia sẻ, môi trường phải cho đi, môi trường phải là gì, biết hiến, gọi là hiến dâng, biết phụng sự. Như Phương chẳng hạn đã vào đây, mọi người hỏi bảo thế thì tại vì các bạn chơi thân với Phương bảo có lúc nào gọi điện hồi này là không có thấy lúc nào được nói chuyện, vì là thế mày bận cái gì đây, xin lỗi thủ lĩnh quốc tế là các bạn cùng lứa, là thế mày bận cái gì đây, bảo tao hôm nay đang chia sẻ, thế mày giảng như thế, mày nghỉ hưu mày giảng nhiều thế, tiền mày để đâu hết, mày để đi đâu, thế mày đi chứ ngày nào mày cũng giảng thế. Thế bảo Phương thì coi như là cái đội nhóm của Phương thì bây giờ vẫn còn hơi đuối đuối thì mới đây có bác sĩ Tráng này, Phương bảo là bây giờ phải lắng nghe, mà ngày nào Phương lên Zoom mà không thấy là Phương điểm danh, là Phương phạt đấy, ví dụ như vậy. Cho nên là từ thứ hai cho đến chủ nhật vừa rồi mà họp là anh em xin nghỉ một buổi tối chủ nhật là Phương còn không muốn cho nghỉ. Từ thứ hai, từ sáng có hết 9, 5 giờ, chiều có 9 hết, buổi tối có hết. Thế thì mọi người cứ bảo thế thì giảng cái gì nhiều thế. Thế nhưng mà Phương cảm giác là khát khao mà cảm giác thèm. Cứ mỗi một lúc bây giờ ngồi ở nhà là đây cũng nói thật với anh em trên Zoom, mà từ hồi bước vào X69, bây giờ là ông chồng là cơm nước giặt giũ tất cả nhà cửa hết. Đây có bác sĩ giá, còn Phương ấy chỉ ngồi trên này thôi. Bắt đầu là ngâm cứu, bắt đầu là nghiên cứu, bắt đầu là soạn bài, là bắt đầu là chia sẻ. Ông chồng bảo em ơi, đến giờ ăn cơm em kịp ăn, và không em ăn sau, anh cứ ăn trước, ví dụ như vậy. Đấy thì đến lúc mà khát khao, mê mẩn, mà bây giờ phải nói thật với thủ lĩnh là không được chia sẻ là lại nhớ, không được chia sẻ là lại thèm. Và đến bây giờ phải nói thật với thủ lĩnh là nghiện rồi, mà không có chia sẻ là nghiện, mà cái bệnh nghiện có nghĩa là không có sẽ là thèm. Thì hôm nay cũng rất là vui được chia sẻ với mọi người vì có một cái thời gian thư thả của coaching. Xin cảm ơn thủ lĩnh và tất cả anh em trên Zoom đã cho Phương chia sẻ. Phương cảm ơn. Cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương. Bao giờ mà nghiện chia sẻ như là bác sĩ Phương ấy là ngon. Rồi, bao nhiêu anh chị em quyết định học tập, dấn thân nhiệt huyết và đam mê và nghiện chia sẻ
để chúng ta trao những cái giá trị tốt đẹp đi. Tiền là gì? Tiền là những giá trị chúng ta trao ra, tiền là thước đo cho những giá trị chúng ta trao ra cho thị trường. Khi thấy tiền còn ít, có nghĩa là giá trị mình trao đi còn ít. Đúng không? Khi thấy tiền mình còn ít là mình phải biết chính xác là do giá trị mình trao đi còn ít. Ngày xưa Cường làm nhà báo mà Cường không hiểu câu chuyện đấy, cứ bảo sao lương thấp thế, nhuận bút thấp thế. Và sau này mình mới biết là giá trị không trao đi chỉ có thế thôi, cho nên là thế thôi chứ kêu gì. Đấy. Nhưng mà khi mà mình hiểu câu chuyện đấy là mọi thứ nó phải thay đổi và tập trung vào phát triển toàn diện bốn cái thứ này này để chúng ta trở thành con người có giá trị. Và chúng ta trao cái giá trị đó đi, đó là thứ nhất là giải pháp CV. CV thì nó cũng thế thôi, nhưng nó chỉ có giá trị thông qua cái hồn, đúng không, của chúng ta, thông qua cái việc mà chúng ta chia sẻ. Chúng ta chia sẻ nó có trí tuệ hay không, chúng ta chia sẻ nó có tình yêu thương ở trong đấy hay không, chúng ta chia sẻ có cái sự cống hiến phụng sự ở trong đấy hay không, chúng ta chia sẻ mà cái thân của chúng ta nó có toát lên cái sự khỏe mạnh, cái sức mạnh của CV hay không, thì cái giá trị đấy nó được trao cho thị trường, trao cho người khác, và người ta nhận được, người ta cảm được, và người ta có cái giá trị đó rồi họ lại trao đi tiếp. Đấy, và khi giá trị được lan tỏa như vậy thì chúng ta có tiền. Thế cho nên sản phẩm thì giống nhau, nhưng mà ai mà tập trung và phát triển toàn diện là này. Đấy, và cái thông điệp đó mình chia sẻ về sản phẩm hay về cái môi trường hay về câu chuyện kinh doanh này nó truyền đạt được, nó hay còn gọi là thổi hồn được, thì nó lan tỏa, và nó lan tỏa một cách mạnh mẽ. Và chúc cho trưa ngày hôm nay như trao đổi ban đầu Cường còn chút việc, cho nên là xin phép anh chị em là chúng ta sẽ dừng sớm. Đấy, nhưng rất là vui chúng ta cái buổi trưa ngày hôm nay là chúng ta biến thành một cái buổi chia sẻ truyền cảm hứng của các doanh nhân đã thành công ở bên ngoài rồi, của các bác sĩ đã thành công ở trong cuộc đời của mình rồi, nhưng vào đây để tận hiến, đúng không? Tận tâm để hiến dâng cái cuộc đời của chúng ta để phục vụ đồng bào, phục vụ loài người. Và đấy là niềm hạnh phúc của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em, và chúng ta cùng bật micro ăn mừng chiến thắng ấy. 1, 2, 3. Chết, 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 chết. 2, 3. Chết, 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 chết. 1, 2, 3. Ô tô. Ô tô. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Làng quốc tế S69. Biệt thự Hy Lạp. Du lịch vòng quanh thế giới. Du lịch vòng quanh thế giới. Infinity Leader. Infinity Leader. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.